Tại Việt Nam thì phân khúc xe hai cửa hạng sang tương đối kén khách, cùng với đó cũng không có nhiều sự lựa chọn. Có thể kể ra một vài cái tên tiêu biểu như là BMW Z4, Porsche 718 hay là Porsche 911. Và bên cạnh đó là một mẫu xe cũng vừa được đón nhận bản nâng cấp giữa vòng đời. Đó chính là chiếc Jaguar F-Type đời 2021. Mẫu xe này thì đang là ở thế hệ đầu tiên và nó được ra mắt vào năm 2013. Và tuy chỉ là một cái bản nâng cấp giữa vòng đời thì F-Type 2021 đã có những cái sự thay đổi tương đối đáng kể về mặt ngoại hình. Đầu tiên là ở phần đầu xe thì cụm đèn trước đã được làm mảnh hơn và nó sẽ mở rộng ra theo phương ngang về phía thân xe thay vì được đặt dọc. Cùng với đó thì bây giờ cụm đèn pha này cũng đã được nằm hoàn toàn ở trên phần cản trước thay vì là nó sẽ ăn vào cái phần nắp capo như ở cái đời xe trước. Thì ở phần đuôi xe, khu vực cụm đèn hậu cũng như là cái khu vực cản sau này cũng đã được tái thiết kế lại đôi chút và bây giờ nó đã mang một cái kiểu tạo hình, cái đường nét thiết kế nó đặc trưng hơn trên những cái mẫu xe Jaguar hiện hành. Bên cạnh đó là một mẫu xe thể thao, vì vậy cho nên là chiếc F-Type cũng có những chi tiết thiết kế ngoại thất để nhằm tối ưu được cái tính khí động học, như là tay nắm cửa nằm ẩn ở bên trong thân xe. Chúng ta sẽ có những cái mang cá ở hai bên để thoát gió. Cùng với đó thì ở phía trước này thì chiếc F-Type sẽ vẫn có được cái kiểu tạo hình nắp capo là dạng vỏ sò. Ngoài ra thì chiếc F-Type cũng được trang bị cánh lướt gió ở phía đuôi, và khi mà không hoạt động thì cánh lướt gió này có thể giấu lại được ở phía sau phần đuôi xe. Và chiếc xe này thì cũng có một cái thể tích khoang hành lý tương đối rộng rãi. Tại Việt Nam thì thường những mẫu xe Jaguar sẽ được bán ra kèm với cả rất là nhiều tùy chọn. Thì ở cái chiếc F-Type này thì nó có một cái màu sơn vàng, và đây là màu sơn vàng mà được dành riêng, được tạo ra bởi cái bộ phận SVO, bộ phận chuyên sản xuất những mẫu xe hiệu năng cao của Jaguar và Land Rover. Về tổng thể thiết kế nội thất thì chiếc F-Type 2021 không có nhiều sự thay đổi so với cả cái đời xe trước. Chiếc xe thì vẫn có một khoang cabin với cả cái thiết kế bất đối xứng hướng về phía bên của người ngồi ở đằng sau vô lăng. Chiếc F-Type này cũng vẫn giữ lại một cái chi tiết nó khá là lạ và đặc trưng ở trên dòng F-Type, đó là cái khu vực cửa gió điều hòa trung tâm. Thì cửa gió điều hòa này khi mà tắt máy thì nó sẽ đóng xuống, và khi mà mở máy và nổ máy xe thì lúc này cửa gió nó sẽ tự động được mở lên. Bây giờ bước sang cái đời 2021 này thì chiếc F-Type đã có bảng đồng hồ là dạng kỹ thuật số toàn bộ thay vì là dạng kim số kết hợp với màn hình thông tin như ở đời trước. Chiếc F-Type 2021 mà tôi đang có ở đây cũng được bổ sung một số những cái tùy chọn nâng cấp về tiện nghi ở bên trong khoang cabin. Đầu tiên có thể kể đến như là cửa sổ trời toàn cảnh. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có là cái khu vực bảng điều khiển trung tâm ở đây sẽ là được ốp bằng sợi carbon. Và chiếc xe cũng sẽ có thêm là hai cái lẫy chuyển số được làm từ hợp kim nhôm. Màn hình trung tâm của chiếc F-Type 2021 thì cũng được sử dụng chung cái hệ điều hành với cả những cái mẫu xe của Jaguar và Land Rover, như là những chiếc Evoque, Vela hay là chiếc E-Pace. Vì vậy cho nên là có một cái giao diện cũng đã quen thuộc. Ngoài ra thì chiếc F-Type 2021 cũng được trang bị một số tiện nghi nữa. Tiêu biểu có thể kể đến như là ghế ngồi thể thao này. Chúng ta sẽ có những cái chế độ lái khác nhau, có nút để đóng mở cánh lướt gió phía đuôi, có ghế điện chỉnh đa hướng nhớ ba vị trí. Tương tự như là các thị trường nước ngoài thì ở Việt Nam chiếc F-Type 2021 cũng sẽ đi kèm với cả ba lựa chọn biến thể động cơ, gồm có là P300, P380 và P575. Nó cũng là cái mức công suất mang lại ở trên những cái biến thể động cơ đó. Ví dụ như là chiếc F-Type tôi có ở đây thì nó là biến thể động cơ P380. Nó sẽ được trang bị khối động cơ siêu nạp V6 3.0 lít. Và khối động cơ này bên cạnh cái mức công suất là 375 mã lực thì nó sẽ cho một cái mức moment xoắn là rơi vào khoảng trên dưới 460 Nm. Và với cái mức giá khởi điểm nó là 5,65 tỷ đồng thì những cái phiên bản với biến thể động cơ thấp hơn và giá thấp hơn của chiếc F-Type thì nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe như là BMW Z4 hay là Porsche 718 ở Việt Nam. Và cái mức giá của những cái phiên bản thấp của chiếc F-Type này thì nó tương đối cao so với cả các cái mẫu xe kể trên. Trong khi đó thì phiên bản cao cấp nhất của chiếc F-Type 2021 tại Việt Nam đó là phiên bản F-Type R Convertible, được trang bị cái khối động cơ siêu nạp V8 5.0 lít thì sẽ có mức giá bán lên đến là hơn 15 tỷ đồng. Và đây sẽ là cái mức giá bán mà cùng tầm giá với các cái đối thủ như là chiếc Porsche 911,
chiếc Mercedes AMG GTR hay là chiếc Aston Martin Vantage.